Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Huyến Âu Đội Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì cũng là một trong những ngày đầu tuần. Kính chúc các bác và anh em có một sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc, cũng như là tất cả những công việc hanh thông, mọi sự được như ý muốn. Và hôm nay thì chúng tôi xin phép được giới thiệu cho các bác một cái quy trình bảo dưỡng tuyệt vời của chúng tôi. Đó là một cái quy trình bảo dưỡng các cái dòng đài radio cassette cổ đã được sản xuất cách đây hơn 40 năm. Và cái quy trình bảo dưỡng hết sức là khép kín và chuyên nghiệp. Thì các bác có thể tham khảo qua để các bác khi đặt vấn đề mua sản phẩm ở những đơn vị nào bán thì các bác có thể đòi hỏi cái quá trình bảo dưỡng xem nó như thế nào, hay là họ chỉ là thổi bụi cho các bác thôi. Về các bác một thời gian sau thì hết bệnh nọ tật kia các bác nhé. Đây các bác này, đây là cái quy trình bảo dưỡng của chúng tôi. Đây là tôi đang bảo dưỡng một lúc gần chục con đài sáp QT88. Trong đó thì có những cái con màu đỏ cũng có và màu ghi cũng có các bác nhé. Hiện tại thì chúng tôi đang bảo dưỡng một loạt luôn. Và cái quy trình bảo dưỡng của chúng tôi là chuyên nghiệp. Tất cả đều được tháo các cái chi tiết sản phẩm ra, sau đó là được vệ sinh bằng nước sạch. Sau khi vệ sinh bằng nước sạch thì sẽ được phơi khô và đến công đoạn là lắp đặt vào. Sau đó là cân chỉnh sản phẩm các bác nhé, và test tất cả các tính năng. Đấy, thì đây là cái quy trình khép kín của trung tâm, là quy trình kiên định từ trước giờ, vẫn làm kỹ lưỡng và tuyệt vời như này. Các bác có thể thấy một cái đài đấy, tháo hết rời ra như này, đấy, dặn chi tiết như này, đúng không ạ? Đấy, từng các cái góc cạnh một luôn, các bác theo, đấy, từng góc cạnh một luôn. Thì làm sao cái đài các bác không chất lượng, đúng không ạ? Đấy, đây, kể cả từ các cái cửa này, đây này, các bác này, để tháo dặn từng ly một tí một luôn. Đấy, rồi hết, thế rồi các hệ thống loa, rồi cái phía đằng sau, rồi máy, các bác này, máy để tháo là toàn bộ chi tiết hết như này luôn. Đấy, các bác có thể thấy đây, những cái máy này. Đấy, các cái ổ của nó này mới tinh như này, không có tí là oxy hóa gì hết các bác nhìn chưa? Ốc của nó còn sáng quắc sáng gương. Đấy, các cái ốc này các bác này. Đấy, thì đấy là cái quy trình bảo dưỡng của chúng tôi, kiên định một cái điều là gì? Làm hết sức là cẩn thận, chi tiết. Các bác có thể thấy cử gắn ten này chúng tôi cũng đều giặt hết. Đấy. Thế rồi các hệ thống phím nút các bác này. Đấy, hệ thống phím nút này đều được giặt từng ly từng tí một hết, phơi khô. Đấy, các bác để ý không? Và cái loa này thì chúng tôi cũng lại sẽ lại dưỡng lại các bác nhé. Phần lớn các cái dòng loa QT88 các bác biết rồi, nó là cân tẩm dầu đây này các bác này. Chúng tôi sẽ dưỡng lại cái dầu này. Đấy, chứ không phải không các bác nhé. Đấy là cái quy trình bảo dưỡng của chúng tôi, hoàn toàn là đều chuyên nghiệp như thế hết. Thế rồi tất cả các cơ này sẽ được mang đi giặt cẩn thận, sau đó được vệ sinh sạch sẽ và được tra lại các cái mỡ cơ. Đấy, xong đó là cân chỉnh lại cơ để làm sao nó đạt được cái chất lượng cao nhất có thể các bác nhé. Thì đây là một trong những cái quy trình bảo dưỡng tuyệt vời. Chúng tôi sẽ dám khẳng định rằng ở Việt Nam những người làm kỹ như này thì gần như không có. Tôi khẳng định luôn, bởi vì người ta là dân kinh doanh, người ta không phải là dân vừa kinh doanh nhưng vừa phải đam mê. Và tôi khẳng định rằng tôi là những người rất đam mê về radio cassette, bởi vì thập niên 90-92 tôi đã in băng cassette rồi, và tôi đã in những cái con bằng QT88 này rồi rất nhiều rồi, rồi con cỡ F700 rồi F500. Đấy, chính vì vậy tôi rất hiểu về sản phẩm và tôi cũng rất là mong muốn những sản phẩm của mình được đưa ra các chất lượng tốt nhất có thể các bác nhé. Thế còn khi người ta chỉ là thổi bụi các bác thì xin thưa rằng một thời gian sau các bác không bệnh nọ đặt kia, bởi vì các bác biết rồi, cái máy này sau nhiều thời gian đấy, cái máy này này nó sẽ có bụi cát nó bám vào, sau đó là nó dẫn điện đấy, xong bắt đầu nó chạy, nó sinh ra cái bệnh lỗ, rồi cái bệnh sọt xẹt, rồi vân vân và vân vân. Đấy là cái đặc trưng. Thế còn cái cơ kia, thế các cái cơ cấu của các bác nhé, khi người ta không làm kỹ thì trong nó còn cát còn bẩn, xong bắt đầu là nó đọng hết vào thì chạy nó không ra cái gì luôn các bác nhé. Đấy là cái điều chắc chắn thôi, bởi vì các bác không hiểu rằng nó hơn 40 năm rồi. Đấy, thì đây là cái quy trình bảo dưỡng tuyệt vời của chúng tôi là đều như này hết. Các bác muốn mua được cái sản phẩm chất lượng thì các bác có thể lên tham khảo những đơn vị nào là những đơn vị làm chuyên nghiệp, và khi các bác mua sản phẩm cũng yêu cầu là cho tôi xem cái chi tiết bảo dưỡng của bên anh như thế nào. Đấy là cái tôi nên khuyên các bác, khi bỏ đồng tiền ra nó phải tiền nào của đấy nó phải xứng đáng với cái giá trị mình bỏ ra, chứ không có cái chuyện là bây giờ đổ đồng giống nhau. Một ông chỉ thổi bụi xong bắt đầu một ông thì bảo dưỡng một cái đài cả ngày trời, hai ngày trời như nhau thì không có tiền nào của đấy các bác nhé. Bởi vì những cái đài bảo dưỡng bằng công kỹ thuật nó rất là kỳ công, rất là tỉ mỉ, nó khác nhau. Đấy, thì cũng nhấn mạnh như thế để các bác cũng hiểu rằng để có những cái sản phẩm đẹp như này, kỳ công như này thì nó không phải đơn giản các bác nhé. Đây, các bác có thể thấy tôi đang tháo và bảo dưỡng một cái con đài sáp VF939 này các bác này. Đấy, thì cũng được tháo chi tiết hết đây các bác này. Đây, cái cơ này này nó bẩn như thế này cơ mà. Đấy, máy móc này các bác này, toàn bộ này. Đấy, tháo chi tiết hết ra. Sau đó tôi cũng bảo dưỡng lần lượt hết.
các cái hệ thống phím nút này các bác này, đây phím nút của nó đây, đây này. Được ra ngâm ngâm thật kỹ xong bắt đầu chúng tôi mới giặt chứ không phải đơn giản đâu, chúng tôi làm rất cẩn thận luôn đấy, làm rất là cẩn thận để nó sạch hết từng ly từng tí một luôn, chứ không phải cái chuyện là mang ra rửa sơ qua xong đưa cho các bác không. Đây làm tất cả đều quy trình nó đều như thế, cho nên khi các bác nhận được cái sản phẩm thì các bác cảm thấy là thực sự là cái xứng đáng tiền nào của đấy các bác nhé. Tất cả cơ này cũng thế này các bác này, tất cả những cơ này đều được như thế, đều làm chuyên nghiệp hết, kể cả các cái đầu từ các bác này, đầu từ này đều được làm vệ sinh sạch tinh như mới luôn đấy. Hiện tại sao cũng các cái sản phẩm chúng tôi bán ra cái tiếng âm thanh nó rất là hay, bởi vì chúng tôi làm kỹ và chúng tôi cân chỉnh rất là chuyên nghiệp bằng máy móc hoàn hoàn đấy. Thì đây là cái quy trình bảo dưỡng bảo trì để các bác hiểu một điều rằng là gì, có những cái sản phẩm chất lượng, có những sản phẩm đẹp và chuyên nghiệp thì phải thực sự cái người bán cái sản phẩm đấy cũng như là cái người làm ra sản phẩm đấy phải có tâm, phải có tâm với nghề, thì đó là một cái điều chắc chắn luôn. Bởi vì khi không có tâm với nghề thì anh chỉ làm chất là sơ qua để anh kinh doanh thôi. Còn đây tôi khẳng định rằng tôi làm hết mình, hết khả năng với cái sản phẩm để có sản phẩm chất lượng nhất có thể thôi. Bởi vì là những cái sản phẩm của bác biết hơn 40 năm rồi, nó qua rất nhiều chục năm rồi, thì tất cả các cái cáu ghét nó sẽ bám bẩn vào tất cả các cái vị trí mà không được làm sạch như thế này thì không bao giờ cái đài có cái chất lượng tốt được, kể cả từ các cái vỏ hàng sau như thế các bác này. Đấy, đều được làm sạch từng ly từng tí một, từng ly từng tí một đấy, chứ không phải cái chuyện là thổi bụi đâu đấy. Thì đấy là cái quy trình của chúng tôi như thế để các bác hiểu và thông cảm, mình bỏ đồng tiền ra mình mua lên chọn những đơn vị nào xứng đáng với tiền nào của đấy các bác nhé. Thì đấy là cái chia sẻ về cái quy trình bảo dưỡng chúng tôi chuẩn bị cho ra một loạt các cái dòng PT88 đấy, để các bác có thể có những cái sự lựa chọn ở các cái phân khúc tầm tiền khác nhau hết, tất cả những con này đều không có giá giống nhau và đều có giá khác nhau hết các bác nhé. Đây là tôi nhấn mạnh như thế để các bác lưu ý. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác vui lòng ấn vào nút đăng ký của kênh nhé. Sau đó các bác ấn vào hình của cái chuông và các bác ấn hoàn tất cả để khi các cái sản phẩm mình muốn mua trung tâm quay lên các bác có thể chọn lựa được ngay và mình chọn những sản phẩm mình ưng ý nhất có thể thôi. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác các video tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp lên. Xin cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.